Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ theo thông tư 133. Hướng dẫn cách toán tài khoản 153 theo thông tư 133. Cách hạch toán công cụ dụng cụ của doanh nghiệp. Hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ khi mua công cụ dụng cụ về. 1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 153. A. Tài khoản 153 dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng giảm các loại công cụ dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Vì vậy, công cụ dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định thì được ghi nhận là công cụ dụng cụ. Các đà giáo, ván khuôn, công cụ dụng cụ, gá nắp chuyên dùng cho sản xuất xây nắp, các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì. Những dụng cụ đồ nghề bằng thủy tinh, sành sứ, phương tiện quản lý đồ dùng văn phòng, quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc, kế toán nhập xuất tồn kho công cụ dụng cụ trên tài khoản 153 được thực hiện theo giá gốc. Nguyên tắc xác định giá gốc nhập kho công cụ dụng cụ được thực hiện như quy định đối với nguyên liệu, vật liệu. Xem giải thích ở tài khoản 152. C. Việc tính giá trị công cụ dụng cụ xuất kho cũng được thực hiện theo một trong ba phương pháp sau. Phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp giá thực tế đích danh, phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ. D. Kế toán chi tiết công cụ dụng cụ phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ công cụ dụng cụ. Công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất kinh doanh, cho thuê phải được theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ sách kế toán chi tiết theo từng nơi, theo đối tượng thuê và người chịu trách nhiệm vật chất. Đối với công cụ dụng cụ có giá trị lớn, quý hiếm phải có thể thức bảo quản đặc biệt. D. Đối với công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ thì xuất dùng cho sản xuất kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh. E. Trường hợp công cụ dụng cụ bao bì luân chuyển đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào tài khoản 242 chi phí trả trước và phân bổ dần vào giá vốn, hàng bán hoặc chi phí sản xuất kinh doanh theo từng bộ phận. Nếu hai kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 công cụ dụng cụ bên nợ, trị giá thực tế của công cụ dụng cụ nhập kho do mua ngoài tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn. Trị giá công cụ dụng cụ cho thuê nhập lại kho. Trị giá thực tế của công cụ dụng cụ thừa phát hiện
khi kiểm kê kết chuyển trị giá thực tế của công cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, bên có trị giá thực tế của công cụ dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn chiết khấu thương mại hoặc được hưởng khi mua công cụ dụng cụ, trị giá công cụ dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá, trị giá công cụ dụng cụ thiếu phát hiện khi kiểm kê kết chuyển trị giá thực tế của công cụ dụng cụ tồn kho đầu kỳ. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, số dư bên nợ trị giá thực tế của công cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ. B. Cách hạch toán công cụ dụng cụ tài khoản 153 3.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. A. Mua công cụ dụng cụ nhập kho, nếu thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ thì giá trị của công cụ dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế giá trị tăng. Căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan, khi nợ tài khoản 153 công cụ dụng cụ giá chưa có thuế giá trị tăng, nợ tài khoản 133 thuế giá trị tăng được khấu trừ, số thuế giá trị tăng đầu vào 1331, có tài khoản 111, 112, 141, 331 tổng giá thanh toán. Nếu thuế giá trị tăng đầu vào không được khấu trừ thì giá trị công cụ dụng cụ mua vào bao gồm cả thuế giá trị tăng. B. Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được sau khi mua công cụ dụng cụ, kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất nằm giảm giá trị bên mua phải thanh toán. Khi kế toán thì kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của công cụ dụng cụ để phân bổ số chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số công cụ dụng cụ còn tồn kho hoặc số đã xuất dùng cho sản xuất kinh doanh. Nợ tài khoản 111, 112, 331 có tài khoản 153 công cụ dụng cụ, nếu công cụ dụng cụ còn tồn kho, có tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, nếu công cụ dụng cụ đã xuất dùng cho sản xuất kinh doanh, có tài khoản 642 nếu công cụ dụng cụ đã xuất dùng cho sản xuất, cho hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp, có tài khoản 242 chi phí trả trước nếu được phân bổ dần, có tài khoản 632 giá vốn hàng bán nếu sản phẩm do công cụ dụng cụ đó cấu thành đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ, có tài khoản 133 thuế giá trị tăng được khấu trừ, 1331 nếu có. C. Trả lại công cụ dụng cụ đã mua cho người bán, ghi nợ tài khoản 331 phải trả cho người bán, có tài khoản 153 công cụ dụng cụ giá trị công cụ dụng cụ trả lại, có tài khoản 133 thuế giá trị tăng được khấu trừ nếu có, thuế giá trị tăng đầu vào của công cụ dụng cụ trả lại cho người bán. D. Phản ánh chiết khấu thanh toán được hưởng nếu có, ghi nợ tài khoản 331 phải trả cho người bán, có tài khoản 515 doanh thu hoạt động tài chính. D.
xuất công cụ, dụng cụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh. Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến một kỳ kế toán được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một lần, ghi nợ tài khoản 154642 có tài khoản 153 công cụ dụng cụ. Nếu giá trị công cụ dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh, khi xuất công cụ dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê, ghi nợ tài khoản 242 chi phí trả trước có tài khoản 153 công cụ dụng cụ. Khi phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh cho từng kỳ kế toán, ghi nợ tài khoản 154642 giá trị phân bổ dần của công cụ dụng cụ xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nợ tài khoản 632 giá vốn hàng bán, giá trị phân bổ dần của công cụ dụng cụ xuất dùng cho thuê có tài khoản 242 chi phí trả trước, ghi nhận doanh thu về cho thuê công cụ dụng cụ, ghi nợ tài khoản 111 112 131 có tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 5113 có tài khoản 3331 thuế đất tăng phải nộp, 33311. Nhận lại công cụ dụng cụ cho thuê, ghi nợ tài khoản 153 công cụ dụng cụ, 1333 1533 có tài khoản 242 chi phí trả trước, giá trị còn lại chưa tính vào chi phí. G. Đối với công cụ dụng cụ nhập khẩu, khi nhập khẩu công cụ dụng cụ, ghi nợ tài khoản 153 công cụ dụng cụ có tài khoản 331 phải trả cho người bán có tài khoản 3331 thuế đất gia tăng phải nộp, 33312 thuế đất gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ có tài khoản 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có tài khoản 3333 thuế xuất nhập khẩu chi tiết thuế nhập khẩu có tài khoản 33381 thuế bảo vệ môi trường nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ có tài khoản 331 thuế giá trị gia tăng phải nộp, 33312. H. Khi kiểm kê phát hiện công cụ dụng cụ thừa, thiếu, mất, hư hỏng, kế toán xử lý tương tự như đối với nguyên vật liệu, xem tài khoản 152. Y. Đối với công cụ dụng cụ không cần dùng, khi thanh lý nhượng bán công cụ dụng cụ, kế toán phản ánh giá vốn, ghi nợ tài khoản 632 giá vốn hàng bán có tài khoản 153 công cụ dụng cụ, kế toán hạch phản ánh doanh thu bán công cụ dụng cụ, ghi nợ tài khoản 111 112 131 có tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 5118 có tài khoản 333 thuế và các khoản phải nộp nhà nước. 3.2 trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. A. Đầu kỳ kế toán kết chuyển trị giá thực tế của công cụ dụng cụ tồn kho đầu kỳ
ghi nợ tài khoản 611 mua hàng có tài khoản 153 công cụ dụng cụ. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá công cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ ghi nợ tài khoản 153 công cụ dụng cụ có tài khoản 611 mua hàng